Cận cảnh lễ ăn hỏi của MC Phương Mai với ông xã người Ba Lan. Là một trong những MC xinh đẹp, nhưng cuộc sống đời tư người đẹp này lại khá kín tiếng. Cho đến mới đây, Phương Mai hé lộ việc chuẩn bị lên xe hoa với bạn trai Tây vào ngày 15 tháng 6 tại Hà Nội. Ông xã của Phương Mai là Marcin, sinh năm 1985, mang quốc tịch Ba Lan. Cặp đôi cùng tổ chức lễ đính hôn vào sáng ngày 13 tháng 6. Cô dâu Phương Mai diện áo dài truyền thống đỏ nền nã, cùng gia đình tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc. Sau đó, đám cưới của cô sẽ diễn ra tại một khách sạn sang trọng, cùng nhiều khách mời, bạn bè và nghệ sĩ. Hình ảnh của Phương Mai trong lễ đính hôn sáng nay, cô dâu diện áo dài đỏ chụp ảnh kỷ niệm với gia đình. Cả gia đình vô cùng háo hức trong ngày hạnh phúc của Phương Mai. Không gian lễ ăn hỏi được bày trí khá đơn giản. Phương Mai là một trong những chân dài sở hữu gương mặt cá tính, ngoại hình nóng bỏng. Cô khởi đầu sự nghiệp trong vai trò người mẫu, sau đó phát triển hình ảnh theo hướng MC song ngữ nhờ khả năng giao tiếp cực trôi chảy. Những thành tích có thể kể ra của Phương Mai là giải vàng siêu mẫu Việt Nam 2012, top 10 cuộc thi siêu mẫu châu Á, top 15 Hoa hậu Thế giới người Việt. Sau đám cưới, cô sẽ vẫn tiếp tục theo đuổi